sau những đợt mưa rất lớn khi cơn bão số 12 đi vào địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào sáng ngày 11 tháng 11 2020, nước lũ từ thượng nguồn con sông Cái tại các huyện Khánh Vĩnh và Diên Khánh cuồn cuộn đổ về hạ lưu đã tràn qua đập ngăn mặn của nhà máy nước Xuân Phong và phủ chìm hoàn toàn con đập này. Đây là hình ảnh con đập ngăn mặn rất quan trọng của nhà máy nước Xuân Phong, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho toàn thành phố Nha Trang. Con đập được xây dựng để ngăn nước biển xâm thực vào mùa khô. Tuy nhiên, sau những đợt mưa rất lớn ảnh hưởng cơn bão số 12 vừa đi vào địa bàn tỉnh Khánh Hòa, con đập ngăn mặn đã bị chìm ngập trong dòng lũ dữ quét từ thượng nguồn, đổ cuồn cuộn xuống hạ lưu để thoát ra cửa biển Sớm Bóng Nha Trang, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng gây khiếp đảm cho những ai nhìn thấy. Ngoài gây hư hỏng cho con đập do dòng lũ bị biến dạng khi vượt qua mặt đập cao đã làm tăng tốc dòng lũ, biến thành những xoáy nước khủng khiếp đổ cuốn vào các mố chân trụ cây cầu Vĩnh Phương cách đó không xa, gây rất nhiều nguy hiểm cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ của cây cầu này. Được biết mỗi năm sau các mùa mưa bão, đập ngăn mặn đã được thành phố Nha Trang liên tục tu sửa để khắc phục tạm thời, nhưng chỉ gia cố thêm đất và đá. Và trước tình trạng tạm bợ trên, tỉnh Khánh Hòa đã vừa phê duyệt dự án công trình thi công đập ngăn mặn mới nằm về phía hạ lưu sông Cái với dạng vững chắc và vĩnh cửu,